Hello, xin chào tất cả các anh các chị đang kinh doanh trong lĩnh vực giày dép. Em là Nguyễn Như Anh, chủ sở sản xuất dép. Thì để có một cái công việc kinh doanh mà tự động hóa và chúng ta có thể tự do thoải mái làm những công việc mà chúng ta yêu thích thì chúng ta cần phải học khoán doanh nghiệp, cần phải học cách đó là thuê ngoài và thuê nhân sự để người ta làm cho mình những cái công việc mà thường ngày mình vẫn làm. Thì đấy là cái cách mà bên em anh vận hành doanh nghiệp của mình. Hiện tại đã có một cái đội ngũ sale và marketing, tuy chưa lớn lắm nhưng mà cũng có thể giúp cho em anh có thể thoát khỏi được cái doanh nghiệp của mình và mình có thể làm được nhiều công việc khác, đúng không ạ? Cái công việc kinh doanh là công việc cơ bản và gốc rễ, còn nhưng mà để mà bảo mà cái công việc kinh doanh mà phát triển lên, chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn thì chúng ta cần phải nhắc tới đầu tư. Thế thì để mà có được lượng kiến thức nhiều như thế thì chúng ta cần phải thoát mình khỏi công việc cũ. Cái việc mà mình thoát khỏi ra khỏi công việc cũ ấy, nó sẽ giúp cho bản thân mình, giúp cho bản thân mình có được cái thời gian, và cái thời gian nó cực kỳ quan trọng. Khi mà chúng ta bắt đầu có thời gian rồi thì chúng ta mới bắt đầu học hỏi được cái thứ này, học hỏi được thứ kia, gặp gỡ được người này, gặp gỡ được người kia, và tất cả các mối quan hệ và cơ hội nó bắt đầu tới thì chúng ta mới có thời gian để mà chúng ta nắm bắt được. Thì cái cách mà làm việc hiện tại đó là chúng ta cần phải đào tạo cho hệ thống nhân sự của mình, đó là cái cách làm marketing, cái cách livestream bán hàng, cách tư vấn cho khách hàng, và hãy cho họ một KPI. Ban đầu thì có thể KPI nó không được quá cao đâu, tại vì họ không thể nào là bằng mình được, nhưng về lâu về dài thì cái KPI đó nó sẽ tự động nó hoàn chỉnh hơn, và tự động anh chị sẽ có thể gọi là thoát ra khỏi công việc kinh doanh của mình ở một số bước, ví dụ như là quản lý cửa hàng, điều hành cửa hàng, rồi là set up kho bãi, hoặc là quản lý nhân sự, hoặc là quản lý tồn kho. Đó thì đó là những công việc gần như là hàng ngày mà bên em anh làm, và em anh nghĩ tất cả các anh chị cũng làm những công việc như thế hàng ngày. Vậy thì hãy bắt đầu giao việc cho nhân viên và thuê ngoài, thuê những bạn sinh viên, học sinh và trả lương theo giờ. Thì từ đó thì đó là một trong những cái mấu chốt để chúng ta có thể bắt đầu dần dần chúng ta thoát ra được. Cái việc mà xây dựng cái đội nhóm như vậy thì nó cực kỳ là quan trọng. Cái việc mà có một cái đội nhóm mà tốt thì làm cho doanh nghiệp chúng ta đi rất xa. Em anh biết đó là một trong có một số anh chị em học tập và rèn luyện, anh chị ấy có một số hệ thống đó là nhân sự đó là không trả lương. Thế thì làm sao mà hệ thống nhân sự là không trả lương được, thì em anh cũng thắc mắc rất là nhiều. Đó là họ ngoài cái việc mà lương thưởng nó một phần rất nhỏ thôi thì họ trao những cái giá trị rất lớn về học tập, về rèn luyện, về phát triển bản thân, phát triển doanh nghiệp cho cái đội ngũ hệ thống bên dưới của mình, và họ thì như thế họ tự động theo, và những cái doanh nghiệp như thế phát triển rất là nhanh, cực kỳ là nhanh. Một người thì chúng ta một ngày có thể, ví dụ thôi, chúng ta có thể là giới thiệu cho 10 người, nhưng mà một cái doanh nghiệp mà tầm 10 người thì một ngày người ta có thể giới thiệu cho hàng trăm người rồi, đúng không nào? Thì tốc độ phát triển của doanh nghiệp càng ngày càng nhanh, bằng cái việc thêm những cái giá trị của bản thân mình vào như vậy nữa thì cái doanh nghiệp nó sẽ phát triển nhanh, và chúng ta từ từ chúng ta tự động và thoát ra khỏi công việc kinh doanh của mình. Chúc tất cả các anh các chị có thể thoát ra khỏi cái công việc kinh doanh của mình thành công. Và em anh là Nguyễn Như Anh, chủ sở sản xuất dép. Cần dép liên hệ em anh mọi người nha. Xin cảm ơn ạ.